Dạ, sau đây em xin trình bày chuyên đề gãy du lịch kiểu Galaxy. Đầu tiên là nhắc lại về giải phẫu. Thì giải phẫu của xương cẳng tay của chúng ta sẽ gồm hai xương, đó là xương quay và xương trụ, liên quan với nhau bởi hai khớp, đó là khớp quay trụ trên và khớp quay trụ dưới, kèm theo là màng giăng cốt. Thì ở phía trên xương cẳng tay thì ở phía trên xương cẳng tay sẽ liên quan với xương cánh tay qua một cái khớp là khớp khuỷu, và phía dưới là xương bàn tay qua khớp khớp cổ tay. Và giữa hai xương trụ và xương quay thì sẽ liên kết với nhau bởi một màng giăng cốt. Về các cơ thì em chỉ nhắc mình chỉ nhắc những cái cơ quan trọng ở trong một cái chuyên đề này, đó là về động tác chính cơ bản của cẳng tay thì sẽ có hai động tác là động tác sấp và động tác ngửa. Và nhờ cái chức năng này mà biên độ vận động của chi trên thì nó tương đối lớn và giúp thực hiện các động tác tinh vi. Về động tác ngửa thì được chi phối bởi cơ nhị đầu và cơ ngửa. Về động tác sấp thì được chi phối bởi cơ sấp tròn và cơ sấp vuông. Về động tác ngửa thì ngửa bàn tay thì được định nghĩa là lòng bàn tay hướng về phía trước so với tư thế trung tính. Khi đó thì cơ ngửa và cơ nhị đầu co, xương quay song song với xương trụ. Còn về sấp cẳng tay thì là lòng bàn tay hướng về phía sau so với tư thế trung tính. Khi đó thì cơ sấp tròn và cơ sấp vuông co và xương quay và xương trụ chéo nhau hình chữ X. Đây là động tác sấp ngửa. Đây là động tác gấp duỗi cổ tay và động tác nghiêng trụ, nghiêng quay. Về gãy khi vì vậy mà khi gãy 1/3 trên xương cẳng tay khi gãy 1/3 trên xương cẳng tay thì cơ ngửa sẽ kéo đầu trên ổ gãy, sẽ kéo đầu trên ổ gãy cộng với cơ nhì đầu cũng kéo đầu trên ổ gãy, nên làm cho cái đầu trên ổ gãy sẽ bị ngửa, và phần dưới đầu dưới ổ gãy khi đó có cơ sấp tròn và cơ sấp vuông chi phối thì nó sẽ làm gấp đầu dưới ổ gãy. Còn về khi mà gãy 1/3 dưới xương cẳng tay do nó bị trung hòa giữa cơ ngửa do bị trung hòa giữa cái lực kéo của cơ ngửa và cơ sấp tròn, nên là đầu trên ổ gãy sẽ không di lệch máy. Còn về đầu dưới ổ gãy có sự chi phối bởi cơ sấp vuông nên sẽ khiến cho đầu dưới ổ gãy là gấp. Thì vì vậy về gãy Galaxy thì đầu tiên được mô tả vào năm 1934 bởi bác sĩ ngoại khoa người Ý, đó là ông Riccardo Galaxy. Thì đây đã được mô tả bởi ông Cooper vào năm 1842, và sau đó thì ông Galaxy đã công bố sau 92 năm, công bố báo cáo sau 92 năm. Về định nghĩa thì gãy Galaxy theo kinh điển thì được định nghĩa là gãy 1/3 dưới thân xương quay kèm trực khớp quay trụ dưới. Trên tổn thương giải phẫu thì bao gồm là có gãy 1/3 dưới thân xương quay, rách màng giăng cốt và trực khớp quay trụ dưới, kèm theo là đứt dây chằng tam giác hoặc là gãy mỏng châm trụ. Dịch tễ cho chúng ta thấy là gãy Galaxy chiếm 3 đến 6% gãy xương chi trên và khoảng 7% gãy xương cẳng tay. Thì cứ 4 trường hợp gãy thân xương quay thì một trường hợp chính đó là tổn thương Galaxy. Và thường thì cái kiểu gãy này, thường thì cái loại gãy này sẽ gặp ở giới nam. Về cơ chế chấn thương thì có chấn thương do năng lượng cao và chấn thương do năng lượng thấp. Thì chấn thương do năng lượng cao là chiếm số lượng lớn các ca gãy xương cẳng tay ở nam thanh niên mà có cái mật độ xương tốt, ví dụ là do va chạm xe cơ giới, chấn thương thể thao hoặc là ngã từ độ cao. Còn về mà chấn thương do năng lượng thấp chủ yếu là ngã khi đứng, và số chiếm số lượng lớn các ca gãy này là ở phụ nữ sau mãn kinh và có do có mật độ xương thấp, do có sự giảm mật độ xương. Ngoài ra thì có cơ chế trực tiếp và gián tiếp. Ở dưới đây mình có hai hình về là của cơ chế gián tiếp. Về cơ chế trực tiếp là do lực tác động đập trực tiếp vào xương quay hoặc là ngã đập tay vào vật rắn. Còn về cơ chế gián tiếp là do ngã chống tay cổ tay duỗi và cẳng tay ở tư thế sấp.
Và cơ chế này thì thường gặp trong gãy Galaxy, do là phần đầu dưới của xương quay nó sẽ thấp hơn đầu dưới xương trụ là từ 1 đến 1,5 cm, nên khi mà có một lực tác động vào thì nó sẽ tác động vào đầu dưới xương quay, nó sẽ tác động mạnh vào đầu dưới xương quay trước, nên dẫn đến là dễ gãy 1/3 dưới xương quay. Đây là tiếp theo là về cơ chế chúng có hai kiểu di lệch, là gồm hai kiểu là dorsal và volar. Volar thì về kiểu di lệch dorsal là xương trụ sẽ di lệch về mặt Nãy quay. xin lỗi em phải dịch cái chữ dorsal với volar ra, từ mặt mu về mặt gan ấy. Dạ. Dorsal là mặt mu, còn lại bên chỗ volar là mặt gan ấy. Dạ dạ. Dạ là về kiểu di lệch về dorsal mặt mu bàn tay thì xương trụ di lệch là xương trụ sẽ di lệch về phía mặt mu bàn tay, và ổ gãy sẽ tạo góc về phía lòng bàn tay, về phía gan bàn tay. Còn vô la là di lệch xương trụ sẽ di lệch về phía gan bàn tay, và ổ gãy sẽ tạo góc về phía mu bàn tay. Về lâm sàng thì có các triệu chứng cơ năng như là sưng nề và đau chói ở vùng xương gãy. Về khám thực thể thì chúng ta sẽ quan sát được các biến dạng rất là điển hình như là cẳng tay gập góc mở ra ngoài, cổ tay lật sấp về hướng xương quay, mõm trong quay nằm cao hơn so với mõm trong trụ, mất khả năng sấp ngửa cẳng tay. Kiểm tra khớp quay trụ dưới ở bệnh nhân thì khi mình ấn vào khớp quay trụ dưới của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ đau. Và tiếp theo cuối cùng là tiếng lạo xạo do các mảnh xương vụn gãy cọ vào nhau khi chạm vào vùng gãy xương. Về hình ảnh học thì chủ yếu là X quang, thì có các dấu hiệu như là gãy mõm trong trụ, khớp quay trụ mở rộng, kiểu và sẽ thấy được kiểu di lệch là dorsal hoặc là volar. Ngoài ra là thấy có ngắn xương quay lớn hơn bằng 5 mm. Đây là một số hình ảnh X quang của gãy kiểu gãy Galaxy. Về chẩn đoán gãy Galaxy thì bao gồm là cơ chế lâm sàng và cận lâm sàng. Thì cơ chế sẽ gồm là đập trực tiếp trên mặt lưng ngoài cẳng tay, hoặc là ngã cánh tay dạng khuỷu duỗi chống bàn tay và sấp cẳng tay tối đa. Về lâm sàng là gãy thân xương quay, gãy 1/3 dưới thân xương quay và trật khớp quay trụ dưới. Còn về X quang cũng sẽ thấy được tình trạng là gãy 1/3 dưới thân xương quay và trật khớp quay trụ dưới. Về điều trị thì chỉ định bảo tồn hay là phẫu thuật. Về điều chỉ định bảo tồn thì sẽ là chỉ định gãy kính Galaxy với sự di lệch ổ gãy là nhỏ hơn 5 mm, nắng bó bột cánh cẳng tay với tư thế khuỷu gấp 90 độ và ngửa cẳng tay. Nếu quang kiểm tra sau nắng bột cho thấy sự nắng chỉnh hoàn tốt hoàn toàn cả xương quay và khớp quay trụ dưới thì có thể giữ bột và theo dõi bệnh nhân sát, chụp X quang kiểm tra mỗi tuần. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu thì cho thấy điều trị bảo tồn sẽ cho kết quả xấu trong 92% các trường hợp, dù cho sự nắng chỉnh ban đầu có vẻ tốt. Đây là loại gãy không vững nên các tác giả trên thế giới đều nhấn mạnh là sự cần thiết của phẫu thuật. Về chỉ định phẫu thuật là hầu hết các trường hợp gãy Galaxy hoặc là khi bệnh nhân đang được bó bột mà có di lệch thứ phát, kỹ thuật sẽ là mổ kết hợp xương bằng đinh rút hoặc là bằng nẹp vít, nắn khớp quay trụ dưới và cố định tạm tạm bằng đinh, bằng vít và kim kistner, hoặc là bó bột tăng cường giữ 1 tháng, sau đó tháo bột tập sấp ngửa. Trường hợp gãy cũ đầu dưới xương trụ không nắn vào được thì nên cắt bỏ. Về biến chứng thì sẽ có bao gồm là biến chứng sớm hoặc là biến chứng muộn. Thì biến chứng sớm bao gồm là các như hội chứng chèn ép khoang, tổn thương mạch máu thần kinh, và biến chứng muộn sẽ là chậm liền xương, gãy tái phát hoặc là bán trực khớp quay trụ dưới. Dạ, bài trình của em đến đây là hết, thì sau đây tụi em sẽ trình bệnh án và tổng hợp với câu hỏi từ các bạn. Rồi em tiếp qua ngay chỗ cái bình đi.
Dạ, sau đây em xin trình bày đề án giao ban bệnh nhân Hồ Văn Khang, nam 46 tuổi, và viện ngày 17 tháng 5 là ngày làm đề án là 19 tháng 5. Lý do vào viện là tai nạn. Sáng cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đi làm và té xuống hố với tư thế cẳng tay phải chống xuống đất, kèm đục dập vùng ngực và cổ. Ghi nhận tại khoa cấp cứu thì bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, đau nhiều vùng cẳng tay phải, có hạn chế vận động. Chẩn đoán lúc vào viện là đa chấn thương gãy 1/3 dưới xương cẳng tay phải, xử trí là paracetamol 1 gam, nẹp bột cẳng bàn tay phải. Chuyển tới bệnh phòng vào ngày 17 tháng 5 thì bệnh nhân tỉnh, sưng đau vùng cẳng tay phải, mạch quay tay phải bất rõ, còn cảm giác vùng tay phải. X quang thì gãy Galaxy tay phải, với chẩn đoán là gãy kiến Galaxy tay phải. Sự bệnh nhân được xử trí là mổ cấp cứu để bắt đọc cẳng tay phải. Được đồ phẫu thuật là chẩn đoán trước phẫu thuật thì bệnh nhân có gãy kiến Galaxy tay phải, chẩn đoán sau phẫu thuật là gãy kiến Galaxy tay phải. Phương pháp phẫu thuật là kết hợp xương nẹp vít JCM. Quá trình phẫu thuật là đầu tiên là tạch da đường sâu, phẫu tích bộc lộ ổ gãy, nắng chỉnh ổ gãy dưới CM, đặt một nẹp vít và 6 vít, kiểm tra dưới CM nẹp và vít cố định ổ gãy tốt, kiểm tra khớp quay trụ dưới CM thì và tốt, kiểm tra sắc nửa cổ tay tốt, cầm máu dẫn lưu và đóng vít mổ. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 hậu phẫu thì bệnh tĩnh, huyết độc ổn, đau, có đau vít mổ, không rỉ dịch vít mổ. Tiền sử bản thân chưa ghi nhận tiền sử dị ứng thuốc hay bệnh lý nội khoa, gia đình chưa phát hiện bất thường. Cận lâm sàng thì không hút máu, chưa phát hiện bất thường, chức năng đông máu bình thường, siêu âm bụng là chưa phát hiện bất thường, X quang cuộc sống cổ thận nguyên, khớp cổ thận nguyên và ngực thận chưa phát hiện bất thường, X quang cẳng tay phải. Trước phẫu thuật thì có sự mất liên tục 1/3 dưới xương quay phải, đường gãy ngang, di lệch tập gốc về phía lưng, trên trên phim thẳng thì thấy di lệch chồng ngắn, thấy mõm tâm quay nằm ngang với mõm tâm trụ, có sự chặt khớp quay trụ dưới. Còn đây là quan sau phẫu thuật. Phóng tắc bệnh nhân nam 46 tuổi. Rồi, khoan, ở đây trên phim X quang thử phân tích. Vì sao dựa vào phim X quang này em thấy anh làm như thế nào, chẩn đoán bệnh nhân bị gãy cái xương quay thì rõ rồi đúng không? Nhưng mà đặt khớp quay đường dưới thì dựa vào đâu em chẩn đoán được? Dạ, cái này em thấy bị mơ hồ thì do em đọc thì em thấy tiêu chuẩn để chặt khớp quay trụ dưới là phải là mõm tâm quay cao hơn mõm tâm trụ, nhưng mà ở bệnh nhân thì em chỉ thấy mõm tâm quay ngang với mõm tâm trụ, còn mấy cái tiêu chí khác thì em không thấy. Dạ thầy tắt mic rồi ạ. À, bây giờ mà em quan sát này, mà em thấy này, cái xương quay á, đây là một gãy xương quay này, đây cái phim ở giữa này, ngay ở giữa này, chúng ta thấy cái bơ dưới của cái đầu gãy trên, cái mũi nhọn á, nó nằm thấp hơn và thấp hơn so với cái đường gãy ngã trên đúng không? Thì trong trường hợp đó, chúng ta nghi ngờ đấy có một sự trông ngắn nhỏ của cái xương quay, đúng chưa? Để mà để thầy nói cho nè, trong ngắn nhỏ tại vì đường gãy gãy của xương quay, do đó cái xu hướng cái xương quay nó sẽ bị ngắn lại hơn so với cái xương trụ. À, bây giờ chúng ta quan sát xuống ở khớp quay trụ dưới này. Ở khớp quay trụ dưới thì mà em sẽ thấy trên cái phim ở giữa, cái phim trong ba cái phim X quang thì cái phim ở giữa chúng ta sẽ thấy này, cái bơ dưới của xương trụ, cái bơ chứ đừng em đừng có chỉ vào đường mỏng trong quay, cái bơ dưới của xương trụ, bơ dưới xương trụ này còn thấp hơn hàng so với bơ dưới xương quay, đúng chưa? Vậy thì chúng ta xem nó thường sinh lý bình thường như thế nào. Thì sinh lý bình thường cái bơ dưới của xương trụ, của đầu dưới xương trụ á, bắt buộc phải cao hơn cái bơ dưới của xương quay. Đó, em có em nhìn trên cái phim sau một, phim sau một, phim cuối cùng thì cả em sẽ thấy trên cái phim có chữ R ấy, phim thẳng á, chúng ta thấy cái bơ dưới của xương trụ gần ngang với bơ dưới của xương quay. Như vậy thì cho thấy rằng cái cá này người ta làm kẹp xương như vậy là tạm ổn chứ không phải là tốt nhất,
chứng tỏ chiều dài của xương quai vẫn chưa phục hồi được tốt. Trong trường hợp bình thường, cái bờ dưới của xương trú nó sẽ cao trên cái bờ dưới xương quai, trung bình là độ khoảng 2 mm. Khi mà cái bờ dưới xương trú thấp hơn cái bờ dưới xương quai, anh qua lại gần trước, chạy cho qua lại, chuyển qua lại hình dưới, hình dưới thì có thể này, đó hình này bây giờ cái hình nằm ở giữa, thì cái bờ dưới xương trú bây giờ nó thấp dưới xương quai, và người ta quy ước nếu như cái bờ dưới của cái xương trú này thấp hơn cái bờ dưới xương quai á, trong vòng một khoảng 2 mm, cũng nghĩa là dưới lệch đi 4 mm rồi đó, thì chúng ta sẽ chẩn đoán tách hợp quai trụ dưới. À, mẹ em hiểu chỗ đó chưa? Mẹ em hiểu hiểu cái chỗ thầy vừa nói chưa này? Hiểu rồi. À rồi, cho nên là trong trường hợp này dựa trên phim X-quang, đây là một cái trường hợp nó trật tương đối kín đáo, tức là hai cái đầu gài. Trên cái phim nghiêng chúng ta hoàn toàn thấy nó di lệch, nhưng trên phim thẳng thì chúng ta thấy cái đầu dưới của xương trụ bây giờ nó thấp hơn so với dưới xương quai trên 2 mm, và tác giả nói trên 4 mm thì chẩn đoán là đã khớp quai trụ dưới. Được chưa? Rồi em báo cáo tiếp đi. Dạ, con bắt bệnh nhân nam 46 tuổi và bị gầy ngã xuống hố tay, xuống hố tay phải chống xuống đất và có va đập vùng ngực và cổ. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, em rút ra các dấu chứng và hội chứng sau: dấu chứng gãy tiến 1/3 dưới xương cẳng tay phải, cơ chế là ngã chống cẳng tay phải xuống đất. Lâm sàng thì có sưng đau vùng cẳng tay phải, hạn chế vận động. X quang thì có mất gãy 1/3 dưới xương quai bên phải kèm chặt khớp quai trụ dưới. Dấu chứng có giá trị thì trong mổ đặt tác xuất ngữ tốt, sau mổ thì huyết động ổn, vết mổ không chảy dịch. Về chẩn đoán gãy xương thì bệnh nhân có các dấu hiệu không chắc chắn như đau vùng cẳng tay phải kèm hạn chế vận động. X quang thì trước mổ thì gãy 1/3 dưới xương quai kèm chặt khớp quai trụ dưới. Chẩn đoán trước mổ và sau mổ là gãy kín Galaxy tay phải, nên chẩn đoán gãy xương cho bệnh nhân đã rõ. Bệnh nhân nam 46 tuổi gãy xương cẳng tay kiểu Galaxy, điều trị bảo tồn thì thường tiên lượng thất bại nên chỉ định mổ để nắn chỉnh và kết hợp xương được đặt ra. Thì bệnh nhân thì gãy xương kín, tình trạng huyết động ổn, không có sự hiện diện của tình trạng nhiễm trùng nên chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân là hợp lý. Về biến chứng thì bệnh nhân hậu phẫu kết hợp xương bằng nẹp vít ngày thứ ba thì cần khảo sát các biến chứng như nhiễm trùng vết mổ, tổn thương mạch máu hoặc thần kinh trong lúc mổ. Hiện tại thì huyết động ổn, vết mổ còn đau nhưng không có chảy dịch nên em chưa nghĩ tới các biến chứng này. Bệnh nhân được chỉ định kết hợp xương sau một chấn thương gãy Galaxy nên cần đề phòng biến chứng là gãy chặt khớp quai trụ thứ dưới thứ phát. Thì trong mổ thì kiểm tra động tác xuất ngữ tốt, sau mổ thì X quang cho thấy xương quai đã được nắn chỉnh về độ dài sinh lý, tương quan giữa khớp quai trụ dưới bình thường, nên nhìn chung thì khớp quai trụ dưới đã được nắn chỉnh tốt sau phẫu thuật, thì cần lập ra kế hoạch để đề phòng tái chấn khớp. Chẩn đoán ở đây là em chú ý khoan khoan ở đây mà em chú ý này, trong một là sắp ngừa là tốt, ok mẹ em biết sắp ngừa tốt không có như vậy đồng nghĩa với chuyện cái khớp đó nó vững. Cái vấn đề mà trên cái bệnh nhân gãy Galaxy sau khi mổ, trong khi mổ chúng ta đánh giá là đánh giá gì? Thứ nhất giống như em nói, tức là bệnh nhân cái khớp không hạn chế động tác sắp ngừa, tức có nghĩa là độ cong sinh lý của xương quai phục hồi lại tốt, cái khớp quai dưới phục hồi lại tốt. Tuy nhiên một cái yếu tố quan trọng nữa mà mình chỉ cần chú ý trong trên bệnh nhân gãy Galaxy nữa là gì, khi chúng ta đánh giá là sắp ngừa, giờ chúng ta đánh giá sắp ngừa đồng thời chúng ta đánh giá độ vững của khớp quai trụ dưới, thì làm thế nào chúng ta đánh giá được cái độ vững của khớp quai trụ dưới? Thì các em có thấy được trên hình không? Có thấy được trên màn hình không? Thấy được hình của thầy trên màn hình không? Dạ có ạ. Rồi thì mẹ em làm thế nào đánh giá? Thì người ta sẽ nằm vào đầu dưới xương xương trụ này, người ta đẩy ra sau, đẩy ra trước trên màn mô đó, đúng không? Đẩy ra sau, đẩy ra trước. À, người ta kiểm tra sắp ngửa xong, đẩy ra sau, đẩy ra trước. Nếu như trường hợp nó vững thì chúng ta sẽ thấy gì, chọn xương trụ nó sẽ không bật ra trước hoặc không bật ra sau, xin lỗi ra sau hoặc ra trước quá mức, thì trong trường hợp đó chúng ta đánh giá hai hợp vững và chúng ta không cần làm gì thêm hết, chúng ta chỉ cần bất động hỗ trợ bắn bằng bột sau khi mổ mà thôi. Em nhớ là phải bất động bằng bột sau mổ chứ không phải là chúng ta mổ xong là chúng ta nói vững rồi là không cần làm gì là không được, vì mẹ em phải bất động trong vòng 3 tuần. Em nhớ bất động 3 tuần bằng bột hoặc nẹp bột, bệnh nhân không được sắp ngừa, không được gấp rút.
được làm gì để cho cả cái trang ở đây nó làm không phải là giống như lúc nãy thầy nghe em nói như là sau mổ là ok rồi, không cần làm gì nữa, là phải thần động, là bằng động nạp, ít nhất là bằng nạp bộ, cánh cặp bàn tay dùng tư thế như này, giờ gấp khủng chỉ cái đồ đó, dùng tư thế này. Còn nếu không anh phải bỏ bộ cánh cặp bàn tay này trong đường có sắp ngửa, vì khi mà sắp ngửa thì khớp quay đùi dưới nó cái bao khớp nó không làm được, các dây chằng như dây chằng tam giác nó không làm được, nên là em chú ý điểm đó. Rồi thì em bật cả em tiếp tục đi. Rồi em tiếp tục đi. Dạ, chẩn đoán cuối cùng là hậu phẫu ngày thứ ba, kết hợp xương nẹp vít gãy galaxy cẳng tay phải, hiện tại chưa có biến chứng. Dạ, em trình bày xong rồi. Rồi bây giờ các em có câu hỏi gì các em có thể nói. Giờ quay lại cái bài của cái bàn trường quốc tế này, bây giờ chúng ta thống nhất trong cái việc chẩn đoán một cái dạng galaxy như thế nào. Bây giờ em cái bàn lúc này mà một tạo cái slide trước, em quay lại cái phần chẩn đoán và phần thái độ CT, thầy xem lại, thầy chụp lại một số điểm mà em cần chú ý. Rồi em tới đến cái phần mà trừ cái phần chẩn đoán. Vậy bây giờ làm thế nào ta chẩn đoán được một cái gãy galaxy? Thì mà em nhớ này, thông thường đối với một cái chấn thương mà trực tiếp vào ở vùng gần tay mà gây ra gãy galaxy là cái tương đối hiếm gặp về mặt cơ chế. Là vì sao? Vì vì mà em hình dung này, bây giờ nếu một cái lực đánh trực tiếp vào đây thì gây gãy cái xương tầm hết, đúng không? Do đó nó ít khi nó dẫn tới các cái khớp quay đùi dưới, ngoại trừ trường hợp cái lực tác động nó quá mạnh và cái vị trí gãy nó gần ở đâu dưới của xương quay thì nó sẽ có nguy cơ nó làm cắt luôn khớp quay đùi dưới. Nhưng mà nếu như gãy tương đối cao một tí thì mà em thấy rất khó, trong khi đó cơ chế chấn thương trực tiếp, đúng không? Nhân ngã trọng tay như này. Thì sau khi trọng tay gãy xong, sau khi gãy xong vị trí yếu của xương, tức là vị trí thường gặp là vị trí nào? Gãy ở vị trí chuyển từ một ba giữa qua một ba dưới, tức là đoạn xương quai hình cong chuyển qua đoạn thẳng. Thì nó sẽ gãy ở cái chỗ nối này này, rồi nó chuyển cái hướng lực nên gãy ở đây. Thì sau đó sau khi gãy xong, cái lực ở dưới cổ tay nó tiếp tục nó đè lên, nó đẩy cái xương quai trôi lên cao, do xương quai gãy rồi, trong khi xương tù nó không gãy, vì vậy nó làm trật cái khớp quai đùi dưới. Đó là mà em thấy cái nguyên nhân mà cũng chính trong gãy galaxy thường là cơ chế chấn thương gián tiếp chứ không phải là cơ chế trực tiếp. Đó, trực tiếp có thể gặp nhưng mà rất hiếm, còn trực tiếp thì thường là gây ra một cái gãy đơn thuần của xương quai nhiều hơn. Vậy thì sau khi bệnh nhân ngã trọng tay, chủ yếu là ngã trọng tay đúng không, vào với một cái đau ở xương quai, thì làm thế nào ta phát hiện được trật khớp quai đùi dưới trên lâm sàng khi khám X-quang mà chưa có phim X-quang? Thì mẹ em phải chú ý ngay tức khắc, mẹ em phải chú ý ở chỗ nào? Chúng ta chú ý ngoại trừ bệnh nhân đau ở đấy ở vị trí gãy, bệnh nhân còn than phiền đau ở vị trí khớp quai đùi dưới, đúng không? Cái thứ hai nữa, mẹ em ấn vào vị trí khớp quai đùi dưới bệnh nhân than phiền đau. Cái thứ ba nữa, chúng ta có thể thấy cái khớp quai đùi dưới, cái đầu dưới của xương trụ này nó bật hẳn ra sau, hoặc là trong một số trường hợp cái xương quai di lệch nhiều quá thì cái đầu dưới xương trụ nhô bằng dưới da, cổ tay lệch về phía trụ ở phía quai như thế này, và cái đầu xương trụ chọc ra dưới da, nhô lên dưới da, chúng ta cảm giác bệnh nhân trật khớp quai đùi dưới rồi. Mình chỉ đè vào đó bệnh nhân đau, bây giờ thì gợi chúng ta bệnh nhân có dừng trật khớp quai đùi dưới rồi, gãy galaxy rồi, và đương nhiên cuối cùng chúng ta phải dựa trên phim X-quang. Đó, mình chỉ phải dựa trên phim X-quang chúng ta thấy là có cái, em quay trở lại như lúc nãy là thầy nói về các em đó, là bệnh nhân có cái tật bị giãn ở đầu dưới,
Trong một số trường hợp mà điển hình chúng ta sẽ thấy hai cái khớp trên cái phẳng và trên cái nghiến khớp di lệch rất là rõ. Rồi ví dụ giống như có một cái slide đó, em cho slide nó to lên. Rồi mẹ em chị mẹ em sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy trong trường hợp ví dụ như này, có thể cái đầu dưới xương trú tập ra dưới da luôn, đúng không? Và đầu dưới xương trú trong trường hợp này mẹ em sẽ thấy hàng thấp hơn về xương quai rất là nhiều, là do trên này xương quai trong ngắn khá nhiều đó. Vậy thì dẫn tới một cái câu chuyện là khi mà chúng ta thấy một cái gãy xương quai một di lệch nhiều thì chúng ta phải cảnh giác đặt cơ quan dưới liền. Cái hai nữa, trong đó là một nguyên tắc bắt buộc, khi gặp một cái gãy xương ở vùng chí có hai xương song song, hai xương song song, thì bắt buộc mẹ em phải chụp thấy được cái khớp trên và đầu dưới của hai xương đó, qua đường trên hoặc qua đường dưới, và không được bỏ sót cái thương tổn trong trường hợp tập hợp kèm theo trong trường hợp đó. Và mẹ em phải chụp thẳng cả phim thẳng lẫn phim nghiêng, vì trong trường hợp ở phim thẳng đôi khi chúng ta có thể bỏ sót, nhưng trên phim nghiêng mẹ em thấy di lệch rất rõ, giúp chúng ta chẩn đoán một cái tập hợp qua đường dưới này khác liền, đúng không? Rồi như vậy việc chẩn đoán trong một cái gãy gã lê thực sự ra không phải là quá khó. Trong này có một cái khoảng hai ba phân độ khác nhau trong gãy gã lê cũng việc là em có trình bày không? Dạ tụi em chưa nhìn thấy. Thì trong cái phân đồ của gãy gã lê di thì có nhiều cái thì không được, người ta mẹ em sẽ chú ý vô cái mà hiện nay người ta hay dùng nhất đó là cái vị trí của gãy cái xương quai nó trên cái đầu dưới của cái xương quai á, là độ khoảng 7 cm, người ta lấy mốc 7 cm từ tức là từ từ đầu dưới xương quai đi lên á, vị trí gãy á, từ đầu dưới xương quai này lên 7 cm. Thì nếu như mà gãy mà trên 7 cm thì thương lượng kết quả thường nó không có tốt bằng gãy ở dưới 7 cm. Đó là cái mà hiện nay người ta hay sử dụng nhất. Còn trong trường hợp mà trật khớp quai trong dưới, có phải trường hợp nào cũng thương tổn cái dây chằng tam giác hay không, và cái dấu hiệu nào trên phim X-quang giúp chúng ta gợi ý bệnh nhân có thương tổn cái dây chằng tam giác? Thì mà em thấy những cái trường hợp mà gãy di lệch rất là rõ rồi thì chứ đương nhiên được cái dây chằng tam giác rồi, nhưng mà còn có một cái dấu hiệu quan trọng có thể gợi ý chúng ta thương tổn dây chằng tam giác, đó là cái dấu hiệu gãy của mỏm trung trụ. Gãy cái mỏm trung trụ, khi cái mỏm trung trụ gãy thì mà em nhớ về mặt giải phẫu rồi, cái chằng tam giác bám vào mỏm trung trụ, bám vào mặt trong của cái đầu dưới xương quai, cho nên khi mình gãy mỏm trung trụ thì chắc chắn rằng dây chằng tam giác mất chức năng rồi. Tuy nhiên dây chằng tam giác chỉ là một thành phần giúp cố định vững chắc cái đầu dưới của cái xương quai và xương trụ thôi. Ngoài ra ở đầu dưới xương quai xương trụ còn có một số cái dây chằng quai trụ dưới trước sau nữa giữ, cho nên chúng ta thấy rằng cái việc phục hồi lại các cái dây chằng này nó quan trọng không kém gì cái dây chằng tam giác. Và đôi khi trong trường hợp gãy đơn thuần một trong trụ, tức là cái dây chằng tam giác mất giá trị rồi, mất chức năng rồi, thì nhưng mà nó không làm mất vững cái cơ quan đường dưới thì người ta cũng can thiệp gì cả đối với cái gãy mỏm trụ. Nên sau này mẹ em đi làm em thấy nhiều ca gãy mỏm trụ người ta cũng làm gì hết, dù là bình thường không có chỉ đáng ngại hết. Rồi đi qua như vậy, cả em có thắc mắc gì trong phần chẩn đoán này nữa không nữa, trong phần chẩn đoán của cái gãy cái gì, cả em có thắc mắc gì nữa không? Nếu các em không thắc mắc gì trong cái phần chẩn đoán của gãy gã lê dí thì có thể chúng ta đi em chuyển tới cái slide chỉ định điều trị. Có một bạn có câu hỏi: vì sao gãy gã lê dí càng tay quay ra ngoài? Đâu có bắt buộc là gạt tay phải quay ra ngoài đâu. Dung Dung vì sao Dung lại hỏi câu này?
Sao lại bắt buộc là gắn tay quay ra ngoài đâu, ai bắt buộc phải gắn tay quay ra ngoài? Em nhớ này, trong vậy chúng ta quay lại cái vấn đề là trong cái của hai sẽ gắn tay thì phải em chú ý, nếu như gãy một ba trên thì cái đầu gãy trên sẽ bị cơn ngựa nó kéo ngựa, còn một cơn gì đâu bám vào luôn quay nó kéo ngựa, trong khi đó cái đầu gãy dưới được cái sấp tròn con sấp vuông kéo làm cho cái phần ba, làm cho cái bụng ba trên nó ngựa ra trong khi bụng ba dưới và giữa thì nó sắp lại. Cho nên mẹ em thấy đó cái slide đó, cho nên chúng ta sẽ thấy là à cái cẳng tay biến dạng rất là rõ ràng. Nhưng mà trong trường hợp mà gãy ở bụng ba giữa thì cơ sắp vuông, ta xin lỗi cơ sắp tròn cộng với là cơ ngựa nó trung hòa tác dụng của nhau, cho nên làm cho cái tay đầu gãy trên ở trung tư thế trung gian, nhưng mà đầu gãy dưới thì nó bị thì nó sắp vuông nó kéo làm cho sắp nhẹ, đúng không? Riêng khi mà gãy ở mùng ba dưới thì Galeazzi thường nó rơi vào gãy mùng ba dưới, thì chúng ta thấy thì chúng ta sẽ thấy là gì, gãy mùng ba dưới thì thông thường là cái đoạn dưới, đoạn trên thì bị trung hóa, đoạn dưới thì sắp do tác dụng của cơ sắp. Cho nên là cái chuyện gãy Galeazzi mà nói cẳng tay quay ra ngoài tức là ngửa, ngửa là chuyện là ý chậm ấy, không phải, mà thường cái đó gãy dưới có xu hướng sắp lại nhiều hơn. Rồi bạn Quỳnh có thắc mắc là nói lại phần dorsal vậy là vô lơ, thì tức là cái phần dorsal vô lơ em quay lại để coi. Rồi, tức là ý của Quân muốn hỏi ở cái slide này có đúng không? Slide mà bạn Thảo đang chiếu á. Rồi, thì ở đây là hai cơ chế chấn thương nó gây ra hai cái kiểu di lệch nó khác nhau, đúng không? Rồi, thì khi mà bệnh nhân họ ngã trong cái tư thế mà duỗi cổ tay, à, mẹ em có thể hình dung này, khi bệnh nhân ngã trong tư thế duỗi cổ tay như này, chống chống lên cái mặt thẳng như này, thì sau khi bẻ gãy cái sự lực dồn lên, lực lực dồn từ dưới lên bẻ gãy, em để cái slide lúc này đó, dồn lên sau khi bẻ gãy cái sự quay ở cái vị trí chuyển tiếp từ bụng má dựa xuống một bãi dưới như lúc này thì thầy nói rồi, thì dưới cái lực đẩy của cái bàn tay như thế này đó, em thấy cái slide được rồi, từ từ thì chúng ta sẽ thấy này, thì chúng ta sẽ thấy là cái lực đẩy nó tiếp tục nó bẻ gãy và nó đẩy cái đầu gãy dưới nó đi ra phía mặt gan, à, xin ra phía mặt mu, cho nên cái đầu dưới của sinh trú nó sẽ tật về phía mặt gan. Đó, ngược lại mà em thấy trong trường hợp nếu như mà thì cơ chế em quay lại cái slide lúc nãy, Thảo quay lại cái slide lúc nãy về mặt gan lưng đó, trong trường hợp nếu như em ngã mà em chống như này, mẹ em ngã chống trong tư thế như này, tức là chống mặt mu, thì cái đầu xương tủ đầu nhĩ xương quay nó sẽ bị đẩy theo hướng ngược lại và cái xương tủ nó đi theo hướng ngược lại, giống như trong cái slide của bạn, thì mẹ em sẽ thấy là cái xương nó sẽ bị đẩy ngược đi, và sẽ tạo ra hai kiểu di lệch ra mu hoặc ra gan khác nhau. Tức là trong tư thế duỗi thì cái đầu nhĩ xương tủ nó sẽ đi ra gan, mà dưới gấp đầu nhĩ xương tủ sẽ đi ra phía mu. Rồi, đồng ý như là Quân muốn hỏi không? Quân lúc nãy Quân muốn hỏi ở cái điểm đó đúng không Quân? Bạn Quân. Cả em có nghe được không? Dạ có thầy. Thì rất là dễ hình dung thôi, tức là mẹ em thấy khi mà như này mình gài ở đây thì cái xương này nó không gài thì nó tiếp tục nó chọc chọc thẳng ra thì nó sẽ chọc ra mặt mũi, còn khi em chậm như thế này
cái xương quai hình gãy rồi thì mình lật cái xương tủ nó không còn, nó mà còn thẳng như này, tim nó tập thẳng ra phía trước thì nó sẽ ra mật gá. Hai cơ chế nó đi như vậy thôi. Rồi còn bằng hàng loại này phân loại theo chiều dài đi 6 đến 7 tiên lượng xấu hơn, thì mà em thấy như này, trong trường hợp mà nếu như mà gài ở vị trí mà từ trên 7 cm thì thường đa số là mẹ em thấy gì, cái lực chấn thương rất là mạnh, và lực chấn thương mạnh thì ngoại trừ chuyện thương tổn gãy xương gây thương tổn ở phần mềm ở xung quanh khá nặng, nên về sau thì cái nguy cơ mà người ta thấy rằng người ta so sánh giữa hai cái nhóm dưới 7 cm và nhóm trên 7 cm thì người ta thấy cái kết quả phục hồi là cơ quay đùi dưới trong cái nhóm mà trên 7 cm thì kém hơn so với cái nhóm mà dưới 7 cm đó, cho nên là mẹ em chú ý cái chuyện đó. Rồi các em có câu hỏi gì khác nữa? Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi lại cái hình mà cái cơ chế chấn thương trước đó mà nó có một cái là cái góc giữa cẳng tay với bàn tay là 90 độ mà hoặc là cái góc nó lớn hơn 90 độ thì nó lại có hai cái kiểu di lệch khác nhau á thầy. Dạ, em muốn hỏi lại cái cơ chế chỗ cái này. Em chịu cái hình to lên thầy xem được. Rồi, tức là ý em nói là trong trường hợp tức là theo tức là trong trường hợp mà nếu như khi mà em gặp mà chưa được 90 độ á thì cái đầu của xương trụ nó sẽ ra phía trước đúng không, như chúng ta nói, nhưng mà khi mà chúng ta gặp cái cột vai quá mức thì cái đầu dưới xương trụ nó lái là bật ra phía sau đúng chưa, thì cái vấn đề ở đây trên hình này mẹ em nhìn là mẹ em thấy tương đối là nó khá rõ, nhưng mà mẹ em chú ý một cái điểm này, ở đây hẳn phải là cái góc cấp mà em thấy đây là hai cái tư thế khác nhau của cái cẳng tay nữa, trong tư thế trong hình đầu chính là bệnh nhân đang ở trong tư thế người ta gọi là supination, là tức là ngửa rồi, cái thứ hai là pronation đó, thì chúng ta thử xem có thử nếu như trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta cái đầu á, cái đòn đau á, thì có vẻ giống như là lúc này thầy giải thích rồi đúng không, đó, tức là chúng ta gấp cái cổ tay chặt bằng gáng tay thì cái đầu gãy dưới cái đầu xương trụ nó sẽ chọc ra mặt gan, bây giờ nếu như trong trường hợp mà gấp cái cổ tay nhiều hơn gấp cổ tay nhiều hơn đó, pronation nó thay thấy rồi, thay thấy rồi. Bây giờ này, mẹ em chú ý này, cái này họ việc rất là hợp lý. Mẹ em chú ý, mẹ em nhìn hai cái hình mẹ em sẽ thấy. Tức là bệnh nhân trong hình đầu tiên là bệnh nhân ngã trong cái tư thế ngửa gần tay, đúng không? Ngửa. Như vậy mẹ em hình dung gì, khi em ngả mà ngửa thì phần lớn mẹ em tự làm cho người mình thôi, được đây được rồi, để thầy cái chỗ này mẹ em thấy này, bây giờ mẹ em thử nhìn nhá, ngửa và ngửa này như thế này đúng chưa, vậy thì khi chúng ta ngả ra phía trước không bao giờ cái tay đưa ra trước, tăng vừa ngửa vừa vừa duỗi cổ tay mà vừa ngửa mà chọc được, vậy thì cái tư thế này nó sẽ như thế nào nhá, phần lớn là trong tư thế ngửa và duỗi cổ tay thì như vậy ta thấy đa số ta ngửa ta chọc ra sau, mẹ hình dung được cái chỗ đó chưa, bạn 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 lúc nãy hỏi là bạn cái gì ha, phải câu này Dạ đấy dạ 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 em hình rồi, dung được rồi thầy. em thấy gì hình chưa, em thấy cái thầy đang làm chưa, Dạ rồi, dạ rồi rồi. cái thứ hai tư thế sấp đúng không, đang tư thế sấp duỗi đa số ta chống ngang hoặc là chống ra trước, được chưa,
chồng ngang hoặc chồng ra trước như thế này đó. À, chồng ra trước thì lúc đó chúng ta mới sắp cẳng tay chồng ra trước. Thì trong hai cái kiểu như vậy thì nó sẽ dẫn tới hai cái kiểu biến dạng khác nhau của cái xương quai xương trụ, mà giống như là tình hình của bạn mà em mô tả. Và chỉ có trong cái tư thế sắp thì lúc đó cổ tay mới gấp được tới 90 độ. Còn trong tư thế duỗi, duỗi ra sau trống, hiếm khi mà chúng ta đạt được 90 độ. Vậy thì mà em thấy này, ở đây trong cái hình đầu tiên, tức là trong cái tư thế mà duỗi, thì cái đầu dưới xương trụ mà sẽ bật ra trước, gạch dễ dàng dễ hiểu rồi. Tuy nhiên trong hình thứ hai, trong cái tư thế sắp, khi mà mẹ em chậm vuông góc cái cổ bàn tay như thế này thì dẫn tới cái chuyện gì? Khi chúng ta gấp, khi chúng ta để thầy mở cái hình để thầy diễn tả cho mẹ em để em giúp. Khi mà chúng ta như này, mẹ em duỗi cổ tay hết mức như này, đúng không? Thì chỉnh cả cái xương cổ tay sau khi gãy xong, cả cái xương cổ tay nó sẽ đẩy cái xương quay ra thì sao? Đó, mẹ em thấy trên hình nó đẩy cái xương quay ra sao? Đẩy cái đầu dưới của xương quay á ra phải ra. À, và chính vì vậy mà nó làm cho cái xương trụ nó lại bị lật ra được so với ra phải mú so với cái đầu dưới xương quay. Thì ở đấy thì đầu dưới của xương trụ nó không có thay đổi vị trí, nhưng mà trong trường hợp này chính cái đầu dưới xương quay bị đẩy ra bằng ga do cái tư thế gấp cổ quay quá mức. À, cho nên dần tới đó mẹ em thấy cái mũi tên người ta vẽ mũi tên màu đỏ này đó, cái đầu dưới xương quai do mình gấp cái cổ tay quá mức, do mình duỗi cổ tay quá mức thì mình đẩy cái xương cổ tay, nó sẽ đẩy cái đầu dưới xương quai ra phía bậc ga và nó làm cho cái xương trụ đường yếm trở thành là di lệch ra bậc mũ so với cái đầu dưới xương quai. Thì nó khác với trong cái trường hợp mà cái hình trước là trong người tư thế duỗi và ngửa. À, mẹ em hiểu chỗ đó được chưa? Lúc dạ em hiểu rồi thầy. À rồi, bạn có một bạn nữa hỏi là trường hợp nào khi phục hồi tay nên để tư thế ngửa, trường hợp nào tư thế trung tính? Thì em phải nhớ một cái điểm như thế này này. Đối với cái gãy mũi ba dưới của xương hai xương ngón tay xương quai thì cái đầu gãy trên á là nó ở tư thế trung tĩnh, trung gia, tư thế đầu gãy dưới thì sắp nhà. Nguyên tắc để cho nó trở về tư thế bình thường, bao giờ em cũng phải đưa cái đầu gãy dưới đi theo cái đầu gãy trên, đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp bệnh nhân của em là đã được mổ cái xương quai rồi, như vậy xương quai ok giữ tư thế bình thường rồi, bây giờ bắt đưa xương trụ đi theo xương quai, thì trong trường hợp đó để giữ, nếu như một cái gãy sau một cái gãy lễ gì thì mẹ em sẽ bỏ bột trong tư thế trung gia. Em nhớ là bỏ bột trong tư thế trung gia. Tức là tư thế như nào? Tư thế trung gia còn là tư thế ngón cái của mẹ em hướng lên trời, cổ tay thì duỗi nhẹ tư thế trung gia như thế này. Đó. Thì người gọi đây là cái tư thế giúp tái dư cái khớp quay trụ dưới được tốt, chống được bỏ ngựa. Không được bộ ngựa quá mức. À, ngựa thì cái cơ sắp vuông nó sẽ kéo, nó làm cho di lệch cái đầu dưới của cái xương trụ này. Rồi các em có ý kiến gì khác nữa? Em chỉ bỏ, các em nhớ là các em chỉ bỏ ngựa trong trường hợp nào? Phần lớn là bỏ ngựa trong trường hợp gãy mũi ba trên của hai xương gần tay. Chúng ta bỏ ngựa là mục đích. Là gì? Khi chúng ta bỏ mà ngựa như thế này, chúng ta bắt cái đòn gãy dưới đi theo đòn gãy trên, thì đòn gãy trên nó ngựa rồi. À, thì chúng ta xoay cái đòn gãy dưới theo đòn gãy trên để cho nó ngựa, thì hai cái đầu gãy nó mới mình cân lại với nhau một đụng trục của nhau được. Tuy nhiên mẹ em nhớ chủ yếu cái hai xương tay mũi ba trên chỉ điều trị bảo tồn đối với trẻ con là chính thôi, còn đối với người trưởng thành một tuyệt đối 100%, ngoài trừ trường hợp gãy không di lệch, nhưng mà phải cảnh giác nguy cơ di lệch thường phát trong bụng. Rồi là em có câu hỏi gì khác nữa?
Mọi người có câu hỏi gì khác nữa không? Rồi nếu các em không có câu hỏi gì nữa thì chắc chúng ta dừng ở đây nha. Bị một chút ạ. Bệnh nhân này vô viện mình có em muốn hỏi là bệnh nhân này vô viện là mình có cần nhất thiết phải mổ cấp cứu không ạ? Về thứ hai em muốn hỏi là bệnh nhân này vô viện với cái sưng nề ở vùng cẳng tay, sau khi mà bệnh nhân ngã lúc 8 giờ sáng thì bệnh nhân sau đó là sưng nề cái vùng cẳng tay đó, thì mình trong làm sao để mà mình nghi để mình loại trừ cái chèn ép khoang ạ? Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, tức là vậy mình có cần mổ cấp cứu không? Cái chuyện này nó thay đổi tùy theo quan điểm của từng nơi điều trị. Tức là em biết rằng nếu như em mổ sớm thì mình chắc chắn được cái nguy cơ là biến chứng phù nề. Và phù nề thì dẫn tới một cái nguy cơ là có thể dễ bị nhiễm trùng sau khi mổ. Đó, cho nên người ta cố người ta mổ sớm. Tuy nhiên nếu em mổ sớm và mổ hở rồi gãy hai xương tay thì chủ yếu là kiểm xương đẹp vít, thì dẫn tới một cái vấn đề là gì, em sẽ tháo bỏ khối mô tụ, như vậy em sẽ làm cho quá trình liên xương bị loạn và liên xương nội diện đã chậm hơn sau bình thường. Vậy thì nếu như em để một vài ngày sau, trong khoảng vòng khoảng 5 ngày sau trở đi, em 5 cho đến 7 ngày em mổ, thì thứ nhất là đỡ phù nề ở tại cái vùng gãy này, đỡ viêm vùng gãy, và cái thứ ba nữa là cái quá trình viêm, giai đoạn viêm đầu tiên trong quá trình liên xương đã hoàn tất rồi thì xương sẽ liền nhanh hơn. Cho nên một số bệnh viện trên thế giới người ta đợi độ khoảng 5 đến 7 ngày sau người ta mới mổ. Một số phần lớn các bệnh viện thì người ta cố gắng người ta mổ sớm để giúp cho bệnh nhân phục hồi lại cái chức năng sớm hơn. Đó. Thì cái việc đó nó tùy thuộc vào tình trạng cụ thể bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đến mổ sưng nề nhiều quá, chúng ta thấy xuất hiện các dấu hiệu loãng xương, giống như nổi bọng nước rồi tái phù nề căng cứng quá, thì chúng ta có thể thì họ khoảng một cái đời cho đỡ viêm đỡ phù nề rồi và sẽ mổ. Còn làm thế nào để chẩn đoán được nếu nghi ngờ một cái chèn khoang thì bé em phải dựa vào các triệu chứng của chèn khoang để bé em chẩn đoán. Bé em sẽ có 6 P trong chẩn đoán chèn khoang, đúng không? P nhất là P người quan trọng nhất, số 1 đó là đau. Đó, cái P thứ hai là mẹ em sẽ dựa cái gì, có thể paracentesis bệnh nhân gì cả. Cái P thứ ba là bệnh nhân pan là bệnh nhân tại tại nhờ đầu chi này nha. Cái P thứ tư là bệnh nhân có thể là paralysis, bệnh nhân liệt, mất chức năng của cái chi đó, thì đương nhiên gãy xương mất chức năng rồi. Nhưng mà bệnh nhân ngay từ lúc đó những chèn khoang sẽ đông cảm thấy, mẹ em bảo bệnh nhân nhúc nhích bằng ngón tay, bệnh nhân không giảm nhúc nhích tay, thì khi nhúc nhích tay như thế này tăng áp lực cơ ở vùng cẳng tay thì làm cho bệnh nhân đau nhiều hơn nữa. Cái P thứ năm là pulse, là bắt mạch, thì không nên chờ đợi đến lúc mất mạch, mạch chỉ cần hơi yếu hơn so với tay đối diện, hoặc thậm chí mạch vẫn bắt được nhưng mà trên này đau nhiều quá, thì chúng ta phải làm phẫu thuật. Và cái cuối cùng là đo được khoang là pressure, nhưng mà áp lực khoang thì không phải lúc nào đo được, không phải chỗ nào đo được, và nó chỉ có mang tính chất tham khảo mà không chúng phải chắc quyết định. Do đó cái quan trọng số 1 là mẹ dựa vào điều trị đau, đau một cách dữ dội, đau càng lúc càng tăng, đau càng tức lan rộng toàn bộ cả cái vùng trí đó, càng càng tái biến càng càng tái luôn, và làm cho bệnh nhân cũng giảm cử động. Khi mình gãy xương thì mình chỉ thấy bệnh nhân một cử động mà ngủ tay cũng được. Bây giờ mình nhận dạng người đồng thì báo quá, đau căng tức và mình nhận cảm giác tê gì cả, ta phải nghỉ ngay tại đẹp qua ngay cái cách này. Thì mẹ em dựa vào đó để thành đó. Ơi, đó có đúng như ý của bạn, bạn gì muốn hỏi đó không? Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi cả em còn có câu hỏi gì khác nữa không?
Dạ thầy ơi, hồi nãy rồi nói đi em, nói đi. Dạ thầy cho em hỏi là ở trong sách đó em thấy có các trường hợp mà gãy cũ đầu dưới xương trụ không nắn vào được thì nên cắt bỏ, thì mình cắt bỏ như vậy thì sau đó thì vận động của bệnh nhân có bất thường chi không ạ? Bỏ một cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật đa rắc, tức là cắt bỏ đầu dưới xương trụ thì nó tùy theo cái kiểu, có thể cắt bỏ một phần hoặc cắt bỏ hoàn toàn. Thì cho tới hiện nay mẹ em biết là chủ yếu là điều trị áp dụng cho cả cái trường hợp mà làm hạn chế vận động sắp người một cảnh bay sau khi mà bệnh nhân bị gãy một cái lesion. Thì cái chức năng bệnh nhân cải thiện rất tốt và nó không ảnh hưởng gì đến cái động tác sắp người, tuy nhiên nó ảnh hưởng đến sức mạnh của cánh tay. Ví dụ bệnh nhân muốn làm một số động tác mạnh thì nó sẽ khỏe được kiểu như là lúc mà còn hai xương. Thì thực sự là mẹ em thấy này, trong cái khớp quai trụ dưới á, cái đầu dưới của xương trụ á, thì nó chỉ giúp cho cái việc là gì, làm cái điểm tựa cho xương quai thôi. Còn về mặt sinh lý thì bài giải phẫu thì chúng ta thấy rằng cái đầu dưới xương trụ hoàn toàn không chạm mà nó cắt cái sự như vậy. Cái đầu dưới xương trụ nó không có chạm vào cái xương cổ quai, không chạm vào cái xương áp và xương đầu, và nó cắt cái xương đó, hai xương đó bởi cái trong tâm giác. Nên em xem trên phim X-quang em sẽ thấy hở, đầu dưới xương trụ nó hở so với cả cái xương cổ quai trong vòng độ khoảng 0,5 0,7 mm, nó không chạm vào. Vậy thì người ta cắt bỏ cái xương trụ, đầu dưới xương trụ nó ngăn được như vậy chức năng của vùng cổ quai hiện là chỉ làm giúp cho động tác sắp người nó tốt hơn thôi. Tuy nhiên độ vững của cổ tay trong trường hợp nó giảm, cho nên là giảm cái sức mạnh của cái bàn tay. Thì người ta làm một số phẫu thuật, người ta cắt một phần cái xương trụ chẳng hạn, người ta lấy một nửa của cái gốc của cái trụ người ta luôn vào để người ta cố định lại thì đâu gì cũng xương trụ trong mạnh hết. Hoặc người ta sẽ làm một số phẫu thuật tái tạo lại cái thực quản phía dưới, hoặc là người ta làm cái phẫu thuật cắp băng ri, so với cắp băng ri có nghĩa người ta giữ cái thực quản phía dưới, người ta bắt vít, người ta cố định từ thì bên chỗ cái xương quay vào xương trụ, nhưng mà người ta lại cắt cái đoạn trên của xương trụ đi đó, thì cái khớp quai trụ dưới bên dưới nó vẫn bình thường, mà động tác sắp ngửa nó thực hiện được là nhờ qua cái vị trí mà cắt cái xương trụ ở bên trong đó. Cho nên là việc các cái Dạ thầy ơi, hồi nãy thầy có nói phần điều trị á thầy. Nói Dạ. đi. À thì ôi nói phần điều trị mà chưa nói hả? Dạ. Nãy thầy có nói và có nói tới mà sao thầy chưa nói? Rồi được rồi được rồi, để thầy đang làm cái hình này để cho mẹ em xem cái gọi là cái số về cái gì để cho mẹ em biết. Mẹ em đang chị. Rồi bây giờ thầy sẽ cướp cái quyền trên bàn một tí nha, để cho mẹ em thấy cái slide hiển. Rồi mẹ em thấy cái slide chưa? Mẹ em Dạ thấy vâng, cái dạ slide chưa? Rồi. Thì đây là một cái phẫu thuật, người gọi là phẫu thuật xô vê căng rí, tức người ta cố định cái khớp quai trụ dưới lại vào nhau, cố định vĩnh viễn bằng cái cắt bỏ một cái đoạn xương trụ đây. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là hạn chế cái động tác là bị nghiến trụ của bàn tay, và đồng thời là bệnh nhân vẫn sắp ngửa được rất là tốt.
thì mẹ em chú ý cái đó là một cái thì phẫu thuật mà được áp dụng trong giống như lúc này mẹ em thắc mắc đó. Cái thứ hai cũng đã rắc mẹ em rồi chị. Đây lại cái anh này cho mẹ em coi. Rồi mẹ em thấy cái slide chưa? Cả em có thấy cái slide cái hình. Dạ thấy dạ thấy rồi ạ. Rồi thì đây là cái phẫu thuật mà lúc nãy bà mẹ em nói, từ người ta cắt bỏ cái đầu dưới xương trụ đi, phẫu thuật đã rắc, cắt bỏ xương trụ sau đó người ta sẽ lấy nửa của cái cơ gốc của cái trụ người ta luôn vào người ta cố định cái đầu dưới của xương trụ là để dòng giữ vững cho nó cái xương trụ nó khỏi phải bấp bênh quá mức. Rồi thì đó là hai cái phẫu thuật mà liên quan đến cái chuyện mà lúc nãy mẹ em có nói có hỏi. Bây giờ về phần điều trị thì bạn lúc nãy bạn Thảo đang trình bày cái slide đúng không? Lúc nãy bạn đang trình bày slide à? Rồi em quay trở lại em quay trở lại lấy quyền trình bày rồi em chiếu lại cái slide về điều trị đi thầy nói tiếp với phần đó. Rồi em ghim vào cái màn hình của em đi, chúng tôi còn chưa có lên. Dạ thầy ơi, em ghim rồi á thầy. Thầy phải tự ghim vào cái máy tính của thầy á. Rồi, được rồi, được rồi. Thầy dạy được rồi. Rồi bây giờ đối với gãy gan là gì? Cái điều trị như thế nào? Thì đó là một câu hỏi thì hiện nay mình chỉ biết như thế này, trong cái chỉ định của mẹ em á, đứa nào là gãy gãy chỉ lịch 5 mm thì thường như này đối với cả cái gãy mà gan là gì thì đa số là nó có di lịch nó mới tạo ra thì kết hợp qua dưới đó, còn rất hiếm trường hợp mà nó gãy không di lịch mà nó vẫn gây ra trật khớp quanh dưới, tuy nhiên nó vẫn xảy ra chứ không phải là không. Đấy thì đối với gãy gan lê di hiện nay quan điểm các gãy gan lê di mà có di lệch thì chỉ định mổ gần như là tuyệt đối đó, và sau khi mổ thì chúng ta sẽ mổ và mấy em ở trong này mấy em một bộ ngửa các tay là coi chừng là hẳn đúng này nhá. Một bộ ngửa là coi chừng đúng vậy thì mấy em thông thường đối với gãy không di lệch mà có kèm theo trật khớp quanh dưới thì nó sẽ có bộ thì thực sự đã rất hiếm gặp, trong phần lớn gãy gan lên dí là nó đều có chuyện mổ hết. Bây giờ vấn đề trong khi
kém xương quay tốt rồi, sắp ngửa tốt rồi, nhưng mà không có điều gì nó bất vừng tật ra tật vào một cách dễ dàng, thì chúng ta sẽ xuyên cái đến cái snare đi từ đầu xương tủ vào trong đầu xương quay à, và cố định lại, cố định lại đó. Sau đó chúng ta sẽ ba đến độ khoảng ba bốn tuần rồi liền cái dây chằng, chúng ta sẽ phục cái đến đó để tập sắp ngửa. Viên trong kỹ thuật kiểm xương thì đối với gài gà lê dí ưu tiên một chọn lựa là kiểm xương nẹp vít, không phải lưng rớt là cái đầu tiên, mà cái đầu tiên là nẹp vít. Vì mà em biết như thế này, nếu em không làm tốt phục hồi lại tốt cái độ cắm sinh lý xương quay, em không phục hồi lại đúng độ chính xác chiều dài của xương quay so với cái xương trụ, đúng không, theo đúng sinh lý của người bệnh nhân đó, thì cái khớp quay trụ dưới không bao giờ nó vào được hết. Đó, mà em phải hiểu cái chỗ đó. Vì sao? Vì giữa hai cái xương quay và xương trụ nó đi song song với nhau từ nhỏ đến lớn trong cơ thể nó sinh ra mỗi người một khác nhau, và hai cái xương này nó là thích nghi với nhau rồi, nó đi với nhau như vậy bao nhiêu năm rồi. Bây giờ em làm một cái xương nó lật đi thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới cái khớp quay trụ dưới và quay trụ trên nó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó nẹp vít là cái được chọn lựa số 1, là vì vậy, vì nó có khả năng phục hồi lại đúng được cắm sinh lý của xương quay, phục hồi lại được chiều dài sinh lý của xương quay. Thì nếu nó phục hồi được hai cái đó thì cái độ tương xứng giữa xương quay và xương trụ nó sẽ được phục hồi tốt, và cái động tác sắp ngửa của bệnh nhân nó sẽ được phục hồi rất là tốt, và nó hạn chế được tất cả các quay trụ dưới. Còn nếu em làm cái xương quay mà cắm rất được như quá thì từ đầu cái xương trụ nó sẽ bật ra sau, cái xương trụ nó cứ thẳng theo bụng im giống như lúc mà trả sinh mẹ lại như vậy, đúng không? Hoặc là xương quay nó cống nó trượt nhiều quá thì cái đầu xương trụ tự động nó bật ra sau. Do đó trong cái khẩu thuật điều trị đối với gãy gãy gì thì quan trọng số 1 là anh phải phục hồi lại được độ cống sinh lý của xương quay, chiều dài sinh lý của xương quay, thì lúc đó cái cơ quan điều dưỡng nó sẽ vào được tốt, và chúng ta sẽ tăng cường bằng cái bột sau khi bỏ sau khi mổ. À, nhưng mà trong trường hợp nếu như mất vững quá thì chúng ta sẽ xuyên cái đinh từ xương trụ và xương quay, và chúng ta dừng lại trong vòng 3 đến 4 tuần, chúng ta rút cái đinh đó. Ở thời điểm đó cái khớp nó lăn rồi thì bắt đầu tăng những tập phối chức năng. À, còn mấy cái phẫu thuật mà em nói lúc nãy mà chúng ta rắc hay giống như cái số cái căng đi các đoạn xương như vậy, thì cái đó là chỉ sử dụng trăm về sau thôi, mua về sau thôi. Nhưng mà các cái phục hồi chức năng đó cũng phục hồi được cái động tác sắp tăng ngửa của người gặp đây. Đó, nhiều phẫu thuật đã rắc lúc này em biết đấy, đúng rồi đó. Rồi, các em có thắc mắc gì trong cái phần điều trị này nữa không? Thế ở đây là em thấy trong cái phần chỉ định của em, kỹ thuật của em này, cố định tạm bằng vít trong đến Kisne à. Giờ là chúng ta chỉ áp dụng trong trường hợp mà bệnh nhân mất vững sau khi chúng ta mổ kém xương nẹp vít xương quay. Còn bỏ bột tăng cường trong vòng 3 4 tuần thì là bắt buộc. À, nhắc lại chuyện nữa là bắt buộc, chứ không phải là hoặc bỏ bột tăng cường. À, sau khi mổ xong em phải bỏ bột tăng cường. Rồi, mọi người có thắc mắc gì khác nữa không? Thảo có ý kiến gì không Thảo? Dạ không ạ. Ừ. Rồi, nếu như các em có ý kiến gì nữa thì chắc là chúng ta nghỉ ngang đấy ha. Dạ em cảm thầy. Dạ thầy. Rồi, thầy chào các em, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tiếp sau ấy. Dạ, dạ em cảm ơn. Rồi, chào các em.